Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Anh chị em ơi, khi chúng ta nghe lời Ngài, trong thế giới thuộc linh có điều gì đó đang chuyển động. Và Cha yêu thương của chúng ta đang chuẩn bị những phước lành cho con cái của Ngài. Anh em hãy chú ý và nhận lãnh. Amen. Amen. Nào, chúng ta hãy bắt đầu trong buổi sáng hôm nay. Trong sách Matthew chương 26. Matthew chương 26. Và chúng ta sẽ bắt đầu nó nè. Câu 36 đến câu 39. Hôm nay chủ đề chúng ta là đối mặt với sự sợ hãi. Chúng ta sẽ nói về chủ đề này. Và chúng ta sẽ đọc bằng Kinh Thánh từ Matthew 26 câu 36 đến câu 39. Rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kia kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đợi ta đi cầu nguyện ở đằng kia. Đoạn Ngài đem Phi-e-rơ và hai người con của Sê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Câu 39. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Amen. Đây là đoạn Kinh Thánh kể về cái giây phút Chúa chuẩn bị bước lên thập tự giá. Cái giây phút mà Chúa chuẩn bị để nếm chén khổ hình, mà bởi ý muốn của Cha, Ngài đã giáng sinh làm người. Và tôi muốn cho em chú ý trong đoạn Kinh Thánh này một chỗ cực kỳ hấp dẫn. Đó là tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Tức thì, tôi muốn cho em chú ý đến hai chữ tức thì. Điều gì đó đã xảy ra với Chúa Giêsu mà trước đó một giây không có. Tức thì có nghĩa là ngay lập tức. Nó không phải là một cái quá trình dài, mà nó tức thì được chuyển đổi từ một trạng thái này sang một trạng thái khác. Chúa Giêsu vừa mới nói với các môn đệ của Chúa những cái lời rất bình thường: ở đây ta sẽ đến kia để cầu nguyện. Ngay khi Ngài vừa bước đi thì tức thì một điều gì đó xảy đến và Ngài buồn bực và sầu não lắm. Nếu chúng ta tra cái từ buồn bực và sầu não đấy, chúng ta sẽ thấy là Ngài bắt đầu cảm thấy bối rối, cảm thấy có một cái điều gì đó gây phiền hà cho Ngài. Hai từ đó nó có nghĩa. Và tâm trạng của Ngài chuyển đổi, trở thành một cái sự gì đó u ám đang bao trùm. Thưa anh chị, ngay trong đêm đó có một điều đã tấn công Chúa Giêsu, và tôi gọi đó là linh sợ hãi. Tôi nhắc lại cho anh chị em là Chúa Giêsu không phải Ngài sợ hãi, nhưng Ngài bị linh sợ hãi tấn công. Bước đầu chức vụ của Chúa thì Satan đến để cám dỗ Chúa, dụ dỗ Ngài, chào mời Ngài phản bội Cha để thờ phượng nó. Nhưng cuối cùng chức vụ Satan đã thay đổi chiến thuật, nó không còn cám dỗ nữa, và nó làm gì cha? Tấn công. Tấn công trực diện. Và linh đang tấn công Chúa Giêsu lúc bấy giờ gọi là linh sợ hãi. Linh sợ hãi này đã có từ ban đầu, không phải lúc Chúa Giêsu ở đây nó mới có. Anh em nhớ câu chuyện Adam không? Khi Adam đã phạm tội rồi và Đức Giê-hô-va kêu: Adam, ngươi ở đâu? Thì Adam trả lời sao anh chị em? Tôi ở trong lùm bụi này vì tối sợ. Tôi sợ. Từ một mối quan hệ đầy tình yêu
an ninh, ấm áp, nhân từ, chăm sóc. Vì lẽ gì đó, Adam trở nên sợ hãi. Điều gì đó đã đi vào Adam. Điều gì đó đã cột trói, điều gì đó đã chiếm hữu Adam. Và Adam trở nên sợ hãi. Đức Chúa Trời có làm gì Adam đâu? Đức Chúa Trời đâu có cầm gươm đến với Adam đâu? Đức Chúa Trời đâu có cầm búa, cầm kiềm đến với Adam đâu? Đức Chúa Trời chỉ hỏi là Adam con ở đâu? Thế mà Adam nói tôi sợ. Thưa anh chị em, ngày hôm nay trên thế giới này, tà linh sợ hãi vẫn đang hành động, và hành động rất tích cực. Nếu chúng ta chịu khó nhìn ra xã hội ngày hôm nay, người ta sợ đủ thứ, có phải không chị? Sợ đủ thứ. Sợ bệnh tật, sợ ung thư, sợ tai nạn. Những đất nước khác thì sợ khủng bố. Đi vô siêu thị thì không biết là mình có còn sống để đi ra khỏi siêu thị không, hay là quả bom nó nổ cái đùng. Sợ ngày mai, sợ cô đơn, sợ tuổi già, sợ thiếu thốn, sợ nghèo đói, sợ thất nghiệp, sợ bị phản bội, sợ bị ruồng bỏ, sợ con cái mình hư hỏng. Nói chung, tôi tóm lại một câu và anh em hãy đồng ý với tôi: nỗi sợ đã bao trùm nhân loại ngày hôm nay. Amen. Con người ta đang sống trong sự sợ hãi, không có một chút an ninh nào cả. Mặc dù câu kinh thánh lúc đầu giờ người đem chúng ta cho anh chị em đọc: tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và phước cho người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Nhưng ngày nay xã hội loài người đang sống trong một tình trạng rằng họ không còn biết Đức Chúa Trời ở đâu mà tin cậy. Họ đã quên mất Đức Chúa Trời, và đó là lý do sợ hãi lên ngôi. Đó là lý do sợ hãi các chỗ trong lòng con người, sợ hãi các chỗ trong từng ngôi nhà, trong từng cái giường ngủ, trong từng cơ quan, trong từng doanh nghiệp, trong từng nhà nước, trong từng tất cả mọi lĩnh vực. Và người ta sợ hãi, khắp nơi sợ hãi, rối loạn. Anh Giang thử làm một cái thống kê. Khi anh Giang đi nói chuyện với nhiều người, anh Giang sẽ thấy người ta hay lặp lại cái câu tôi sợ. Hả? Người ta hay lặp lại câu đó: ôi tôi sợ, tôi sợ cái này, tôi sợ cái kia. Tôi chuẩn bị đi ra làm ăn nhưng mà tôi sợ mà. Sợ thất bại, sợ nợ nần. Ôi tôi chuẩn bị lấy vợ nhưng mà sợ mà. Nuôi vợ không nổi. Đủ kiểu sợ. Và vô tình trong linh của con người đang bị điều khiển bởi sự sợ hãi. Nhưng có một lẽ thật như thế này, thưa anh chị em hãy chú ý nghe tôi nói. Con người ta sẽ gặp hoàn cảnh khó khăn, điều đó là sự thật. Nhưng hoàn cảnh và khó khăn, bệnh tật, đau yếu không giết chết con người ta nhanh bằng nỗi sợ hoàn cảnh và khó khăn. Đó là sự thật. Một người bị ung thư, một người bị HIV, nếu không đi khám bác sĩ có thể sống thêm 10 năm nữa. Nhưng đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo thôi anh ơi, đời anh tiêu rồi, anh còn 3 tháng nữa thôi, về nhà nữa tháng sau chết liền. Nỗi sợ để giết chết người đó. Tôi nói vậy không có nghĩa là khuyến khích chị em đừng khám bác sĩ, đừng hiểu lầm tôi. Tôi đang nói một lẽ thật rằng là hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật không giết con người ta nhanh bằng nỗi sợ hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật. Vì sao vậy anh chị? Vì sợ hãi là một tà linh. Nó khiến ra, nó kiến tạo ra những hoàn cảnh. Nó tạo ra và dẫn dắt con người đi vào những hoàn cảnh. Nó tạo ra bệnh tật, nó tạo ra thiếu thốn, nó tạo ra thất nghiệp, nó tạo ra tai nạn, nó tạo ra khủng bố, nó tạo đủ thứ. Để làm gì? Để con người sợ. Và khi con người sợ thì là chiếm hữu của bệnh đó. Và rồi nó làm gì? Cướp, giết và hủy diệt rất nhanh. Có một lần tôi đi về quê và tôi nghe kể một câu chuyện mà tôi thấy những điều tôi chia sẻ cho anh chị là rất đúng. Có một cô nọ, tuổi nó còn rất trẻ, 50, 60 gì đó,
gần tới Tết, con nói thôi mình đi đến ông thầy bói cho mình xem khỏe thì nó như thế nào năm mới. Và con nghe người ta suy và con đã đến. Và ông thầy bói nói: con ơi, con bị hạn lớn, có thể con không qua khỏi, cho nên con hãy cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, hết sức cẩn thận. Tôi không hiểu sao nhưng tôi thấy con bị hạn rất lớn. Và cô về chưa đầy 20 ngày tăng xong lên trên mặt. Và người ta nói rằng là người con quá sợ lời của thầy bói, quá sợ. Mà con có tiền sử bị huyết áp nữa, cho nên khi nỗi sợ hãi ám ảnh, hạn cái gì đó, tai nạn hay điều gì đó, ung thư hay sự gì đó này, và nửa tháng sau chết luôn. Anh chị em ạ, nỗi sợ giết chết con người ta nhanh hơn cả thuốc độc. Khi chúng ta giữ nỗi sợ vào lòng thì nó là nạn đàn. Cho nên lẽ thật thứ hai là gì? Khi chúng ta có sự sợ hãi, điều đó là bình thường, bởi vì thế giới này đang bị bao bọc bởi những tà linh sợ hãi. Điều đó là bình thường, không có gì sai. Tất cả mọi người đều phải đối diện, tất cả mọi người đều phải chạm trán với nó, bình thường. Tôi cũng có, ông bà trên cũng sẽ có, điều đó là điều chắc chắn. Nhưng bất thường là ở chỗ, sai lầm là ở chỗ mình giữ sự sợ hãi của nó, nhắm nhắm với nó hàng đêm, sống với nó và để nó chiếm hữu của mình, đó mới là sai lầm. Cho nên hỏi bạn chị, sai lầm không phải ở chỗ là chúng ta gặp sợ hãi, gặp thất nghiệp, gặp bệnh tật, gặp đau yếu, gặp điều này điều nọ. Nhưng sai lầm ở chỗ là chúng ta cứ để nó ở trong đầu mình, trong lòng mình, ngủ với nó, ăn cơm với nó, nói chuyện với nó, gặp ai cũng kệ, nuôi dưỡng nó, ôm ấp nó, gặp nhắm nó, tận hưởng nó. Và anh chị biết không, nó sẽ lớn lên trong tâm lòng mình và nó giúp cho chính mình. Ở đây trở lại câu chuyện của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tức thì buồn rầu và sầu não, và Ngài phán rằng: linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây tỉnh thức với ta. Chúa Giêsu đang đối diện với sự tấn công của tà linh sợ hãi. Thật sự là Ngài đang đối diện. Và Ngài làm gì đến chứ? Ngài đang chiến đấu chống lại nó. Có phải không? Đôi khi chúng ta không làm như này, đôi khi chúng ta gặp sự sợ hãi là chúng ta nhục chí, chúng ta không cầu nguyện nữa, bắt đầu chúng ta kêu kể mà khóc lóc. Nhưng Chúa Giêsu không làm như chúng ta. Chúa Giêsu đã nói rằng: các ngươi ở đây tỉnh thức và cầu nguyện, cầu nguyện với Đức Chúa Cha, cầu nguyện để dâng trình điều đó lên cho Đức Chúa Trời. Đó là cách chúng ta đối diện với linh sợ hãi. Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện sao ạ? Nếu có thể được, xin chén này lìa khỏi con. Chén đó là gì? Đó là chén khổ nạn. Satan đã vẽ ra, Satan đã đem đến, Satan đã dùng điều này dọa dẫm Chúa để Chúa đầu hàng và thoái lui khỏi ý muốn của Cha. Satan muốn Chúa Giêsu từ chối giây phút này. Satan muốn Chúa Giêsu từ bỏ chén khổ nạn này. Và nó dùng gì để nó gây áp lực để Chúa Giêsu từ bỏ? Dùng sự sợ hãi. Nó vẽ ra một viễn cảnh bị treo lên thập tự giá. Nó vẽ ra một viễn cảnh bị đóng đinh vào tay. Nó vẽ ra một viễn cảnh đứng lên thập tự giá thở thở hơn nọ. Nó vẽ ra một viễn cảnh đau đớn để nó muốn Chúa Giêsu rút lui. Anh chị em, bài học thứ ba là: bất kể khi nào sự sợ hãi tấn công anh chị em, nó đều có một mục đích. Mục đích đó là muốn tách anh chị em khỏi sự trông cậy vào lời của Đức Chúa Trời. Mục đích đó là gì? Khi anh chị em bị bệnh,
Anh nhân đọc lời Chúa và thấy rằng bởi lần đòn của Chúa Giêsu ta đã được lành. Đến hội thánh cầu nguyện xong, anh nhân cảm thấy cải thiện xong, về nhà có một tà linh đến mà nói lỗi tại, mày sẽ bị bệnh lại đấy. Nó sẽ nói như thế. Không hết đâu, chắc chắn mày bệnh lại và mày chết đấy. Làm sao hết được? Và nó cứ lặp đi lặp lại, làm cho tâm trí cho em suy nghĩ, không biết thật sự mình đã hết bệnh chưa. Anh em có bao giờ cảm nhận điều đó không? Có bao giờ thử nghiệm được điều đó chưa? Tôi thấy có đấy. Chắc chắn nó sẽ nói như vậy đó. Nó nói mục đích để cho anh chị em từ chối và không tin lời hứa của Chúa. Bởi lần đòn của Ngài mà ta đã được lành. Bởi lần đòn của Ngài mà ta đã được lành. Bởi lần đòn của Ngài mà ta được lành. Nó muốn chị em từ bỏ lời đó đi và tin theo lời của nó là mày sẽ bị bệnh lại. Anh em thấy mưu trí Satan mà. Hoặc là anh em đến hội thánh và được đủ quỷ á, một con quỷ thốt á, anh em được tự do, anh em hallelujah. Và bởi danh Giêsu mà chúng ta đủ quỷ, anh em tin về điều đó và nói rằng mình tự do. Nhưng về nhà có một giọng nói, nó sẽ nói không có đâu, tao vẫn còn ở đây. Nó sẽ nói thế. Và anh chị em ổn, còn thêm nữa nha, sao không có đó. Và anh chị em nói một hồi, nghe một hồi, nghe một hồi, nghe một hồi, anh em bị nó thuyết phục. Ủa nó còn thiệt. Và ngay khi anh em chấp nhận nó còn thiệt là nó nhảy vô, nó ngồi trên lên ở bên trong nó. Nó đây. Anh chị em à, đừng để sự sợ hãi ngấm vào lòng mình. Hãy chống trả nó. Đừng giữ và gặm nhấm sự sợ hãi, khiến sự sợ hãi trở thành một cảm xúc mà anh em phải sống với nó mỗi ngày, thậm chí cả trong giấc ngủ. Đừng. Khi sự sợ hãi đến, hãy sao làm? Chống trả nó bởi lời hứa của Đức Chúa Trời. Thấy Chúa Giêsu ạ, Ngài nói ra, song không theo ý con mà theo ý ý cha ở đâu? Ý cha ở trong. Bất cứ một hoàn cảnh nào xảy đến cho anh chị em, anh chị em phải hỏi ý cha ở đâu. Khi bệnh tật đến với anh chị em phải hỏi ý của Chúa ở đâu. Và ý của Chúa được chép trong Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24, bởi lòng đoan Giê-xu mà con đã được lành lành. Đó là ý cha. Amen. Khi sự đói nghèo đến, khi sự thất nghiệp đến, anh em sợ hãi nó, nhưng anh em hỏi ý cha ở đâu. Dở ra Cô-rinh-tô 2 chương 8 chương 9, đó là ý muốn Đức Chúa Trời muốn anh em được dư dật mọi sự cần dùng, còn rộng rời để làm đủ thứ việc lành. Đó là ý cha. Khi chúng ta biết ý cha, khi chúng ta biết ý của Đức Chúa Trời và chúng ta nói ra, chúng ta công bố ra, chúng ta suy ngẫm, chúng ta sống với điều đó, anh em đắc thắng sự sợ hãi. Hãy học tập Chúa. Đúng không? Xin cho chén này lìa khỏi con. Dĩ nhiên đâu có ai trong chúng ta muốn bệnh tật, không ai trong chúng ta muốn quỷ ám, chẳng ai trong chúng ta muốn thất nghiệp, muốn nghèo đói, muốn nợ nần, không ai muốn. Chúa ơi, hãy để cho những sự này lìa khỏi con không cần đó, không chấp nhận đó. Nhưng nếu lỡ nó xảy đến cho con thì con chọn ý cha. Amen. Con chọn ý cha nghĩa là con chống lại nó, con không chấp nhận nó, con không thừa nhận nó có mặt trong cuộc đời này. Còn trường hợp của Chúa Giêsu là Ngài đã được cha gửi đến để chịu chết cho tất cả chúng ta. Ngài đã chịu chết để chúng ta đừng chết nữa. Ngài đã chịu khổ để chúng ta đừng khổ nữa. Amen nhé. Ngài đã chịu bệnh tật đau yếu đồng rơi để chúng ta được khỏe mạnh và lành lặn ấm lên. Ngài đã chịu nghèo hèn để chúng ta được giàu có. Ngài đã chịu bất an để chúng ta được bình an. Đó là điều mà Chúa cho chúng ta hưởng hôm nay. Đừng để Satan nó lừa.
Đừng để Satan nó nói rằng mình đang là bán thập tự giá với Chúa. Lừa rồi. Đừng để Satan nó nói rằng nghèo đói có nghĩa là từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Lừa dối. Điều đó không có trong cuộc đời của con cái Ngài, bởi vì những sự đó Chúa Giêsu đã gánh hết rồi. Cho nên hỡi anh chị em, hãy hiểu cho đúng. Xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý Cha. Đó là sự thật. Lẽ thật thứ tư là Chúa Giêsu đã xử lý sự sợ hãi ngay từ giai đoạn đầu của nó, và Ngài không để nó bước vào lòng Ngài. Tôi nhắc lại, Chúa Giêsu đã lập tức xử lý linh sợ hãi ngay khi nó xuất hiện, chứ Ngài không để nó có đủ thời giờ để bước vào tâm lòng của Ngài. Và tại giây phút đó, tại vườn Gethsemane, tại cái giây phút mà Ngài quỳ gối, Ngài cầu nguyện 3 lần, thì linh sợ hãi đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Tôi chứng minh cho anh chị em điều đó. Ngài đã xử lý ngay. Ngài không đợi khi Ngài bị đóng đinh lên thập tự giá Ngài mới xử lý. Ngài không đợi khi Ngài bị nhổ vào mặt, tát vào má Ngài mới xử lý. Ngài không đợi khi người ta lấy mỏ gai trùm lên đầu Ngài, Ngài mới xử lý. Ngài không đợi khi người ta đánh Ngài, nhạo báng Ngài, Ngài mới xử lý. Ngài không đợi khi Phi-lát ức hiếp Ngài, nói rằng ta có quyền tha ngươi, tại sao ngươi không trả lời với ta. Ngài không đợi lúc đó. Ngài xử lý ngay trong đêm tối, khi linh sợ hãi, ngay giây phút tức thì đó, Chúa Giêsu đã xử lý và đuổi ngay, chiến thắng ngay linh sợ hãi ra khỏi cuộc đời Ngài. Và đó là bí quyết của sự chiến thắng. Tôi chứng minh điều đó cho anh chị em trong Giăng đoạn 18. Chúng ta chiếu con Kinh Thánh đó lên nè. Giăng đoạn 18. Giăng đoạn 18. Tôi đọc anh chị em nghe từ câu 1 đến câu 8. Và điều tôi vừa nói là sự thật. Đây cũng là một cảnh được viết lại ở một phương diện khác tại vườn Gethsemane trong đêm đó. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta có tới 4 sách phúc âm. 3 sách đầu chúng ta gọi là phúc âm cộng quan, có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn một sự kiện ở nhiều góc độ khác nhau. Và sách thứ tư này nói rõ hơn vậy. Cảm ơn Chúa là có 4 sách để chúng ta biết một sự kiện thực tế nó đang diễn ra điều gì. Và anh em đọc này, cũng trong vườn đó đêm đó, sau khi Ngài phán những điều ấy, Đức Chúa Giêsu đi với môn đồ của mình sang bên kia khe Kê-rôn. Tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. Và Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giêsu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Chấm. Đó. Tại chỗ này đã diễn ra một buổi cầu nguyện trong vườn. Các bạn nghe, tại dấu chấm đó đó, tại dấu chấm đó thì các môn đồ và Chúa đã họp lại. Chúa đã nói mọi người ở đằng đây đi, ta đi đến kia cách liền một hòn đá để ta cầu nguyện. Chúa Giêsu đã trải qua không biết 1 giờ, 2 giờ hay 3 giờ đang cầu nguyện lúc đó tại dấu chấm này. Các bạn nghe, tại dấu chấm này Chúa Giêsu đã nói: Cha ơi, hãy cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha. Tại dấu chấm này Chúa Giêsu đã trở nên buồn rầu và sầu não. Chúa Giêsu trở nên buồn bực trong lòng và Ngài nói rằng: Ta sẽ buồn khổ cho đến khi linh hồn ta chết. Tại dấu chấm này và đằng sau dấu chấm này thì Chúa Giêsu đã xử lý xong mọi vấn đề. Sau khi Chúa đã xử lý xong mọi vấn đề thì bắt đầu là vậy. Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến cầm đèn đuốc khí giới. Và nơi đó Đức Chúa Giêsu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: Các ngươi tìm ai? Tiếp đi con. Chúng trả lời rằng: Ta tìm Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Chính ta đây. Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giêsu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất.
Ngài lại hỏi một lần nữa các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng tìm Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu là phán: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để những kẻ này đi. Anh chị em đọc đoạn này có thấy sự bình tĩnh của Chúa Giêsu không? Amen. Tôi đang cảm nhận sự bình tĩnh của Ngài. Tôi đang cảm nhận sự an ninh và bình an của Chúa. Một Chúa Giêsu khác hoàn toàn với 3 tiếng đồng hồ trước đó. 3 tiếng trước đó Ngài nói rằng ta buồn rầu sâu ta, ta bối rối, ta bị điều gì đó tấn công. Và sau khi Ngài cầu nguyện xong, Ngài đã chiến thắng xong cuộc chiến đó, linh sợ hãi đã bị trói buộc xong, thì chúng ta đang thấy một Chúa Giêsu hoàn toàn khác. Đối diện với sự chết nhẹ như lông hồng. Có người nói Chúa Giêsu sợ chết, không có. Nói vậy là sao? Chúa Giêsu không sợ, nhưng Chúa Giêsu đối diện với linh sợ hãi. Chúa Giêsu đang chiến đấu chống lại linh sợ hãi. Và Ngài đã thắng. Ngài đã đắc thắng. Rõ ràng Chúa đã đắc thắng. Chúa đã đắc thắng. Cho nên khi Ngài nói những lời này một cách bình tĩnh, một cách tự tin, một cách đầy sức mạnh và quyền năng, thì những người đang xa nhé lùi lại để xin nó. Chúa cũng đang có quyền năng đấy, Chúa vẫn đang làm chủ tình hình đấy, Chúa vẫn đang có thể nói nè, đọc tiếp sẽ thấy ta có quyền khiến cho 12 đạo thiên sứ xuống để thắng trận này, nhưng không, nguyện ý cha được. Cho nên chị em, trong hoàn cảnh mỗi một chúng ta phải có trách nhiệm làm chủ tình hình bằng cách đầy dạy Đức Thánh Linh. Sợ hãi là có, nan đề là có, đau yếu trói buộc bệnh tật là có, nhưng chúng ta cũng có một tin vui. Tin vui đó là gì? Chúng ta có Đức Thánh Linh đấng giúp cho chúng ta sức mạnh để vượt qua tất cả mọi nạn đề mình gặp phải. Chúng ta có thể thấy câu đó ở trong sách Luca chương 22, phải không ạ? Sách Luca chương 22 câu thứ 53, tôi đọc cho em nghe. Chính Chúa Giêsu đã có điều đó. À không, xin lỗi, chương 22 câu thứ 43, không phải 53 mà 43. Cũng một câu chuyện như vậy, nhưng mà cái chết như thế này: Lạy cha, nếu ngài muốn xin cất chén này khỏi tôi, dầu vậy xin ý cha được nên, chớ không theo ý tôi. Câu 43, có một thiên sứ từ trời hiện xuống cùng ngài mà thêm sức cho ngài. Anh chị em thấy không? Nếu chúng ta thực sự có đức tin để chống lại linh sợ hãi, chống lại kẻ thù, thì Đức Thánh Linh sẽ thêm sức cho anh chị. Đức Thánh Linh sẽ thêm sức cho chúng ta. Bởi vì con người bằng xương bằng thịt này không phải là đối thủ của tà linh, nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va là đối thủ của Sa-tan. Và Ngài đang đứng về phía ai? Phía chúng ta. Tôi khích lại anh chị em một lễ thật thứ tư là gì? Đừng để cho sự sợ hãi có đủ thời giờ bước vào lòng mình, nhưng phải chống trả lại nó ngay khi nó xuất hiện. Ngay khi nó xuất hiện phải chống trả. Vì sao? Vì sao vậy chứ? Có một lễ thật cực kỳ quan trọng ở trong sách Gióp chương 3 câu 25. Xin mời chiếu câu kinh thánh này lại nào. Gióp chương 3 câu 25 nói rằng: Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Anh chị em thấy không? Đây là kinh nghiệm của một người đã sống qua khổ nạn. Đây là lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho Gióp. Và ông Gióp ông nói rằng: Việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều gì tôi kinh khủng thì nó xảy ra. Lẽ thật là nếu anh chị em sợ bệnh tật, một ngày nào đó anh chị em sẽ bệnh.
Nếu như sợ ung thư, có khả năng một ngày nào đó cho em bị ung thư. Nếu em sợ thất bại, sợ phá sản, một ngày nào đó có khả năng doanh nghiệp của anh chị em sẽ nợ nần và phá sản. Đây là nguyên tắc thuộc linh nha anh chị em. Bởi vì sự sợ hãi đối nghịch với đức tin. Anh chị em tin điều gì thì điều đó sẽ xảy ra cho anh chị em về mặt tích cực. Nhưng em sợ điều gì thì điều đó cũng sẽ xảy ra cho anh chị em về mặt tiêu cực. Nguyên tắc đức tin. Chúng ta đang sống trong đức tin của ánh sáng, còn Satan sống trong đức tin của bóng tối. Và đức tin của Satan gọi là gì? Sợ hãi. Nguyên tắc như nhau. Bởi vậy cho nên chị em, thưa anh chị em, đừng nuôi dưỡng bất kỳ sự sợ hãi nào trong đời sống anh. Đừng nuôi dưỡng nó. Vì sao vậy? Vì nó sẽ xảy ra. Sẽ xảy ra. Có khả năng nó sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta cần phải chống trả ngay giai đoạn đó. Ngay khi nó vừa chớp xuất hiện ở trong tâm trí, trong tấm lòng, ngay khi nó vừa có một ý tưởng manh nha, khiến cho chúng ta buồn rầu, bối rối, sợ hãi. Anh chị em ơi, trong danh của Chúa, trong huyết của Chúa, trong thần của Chúa, xua đuổi nó đi. Ai? Và ta nói mày phải rời khỏi đời sống này, rời khỏi tâm trí ta, rời khỏi tấm lòng ta, trong danh của Chúa Christ. Chống trả ngay. Chống trả cho đến khi nào? Cho đến khi lòng của anh chị em được bình an. Giống như Chúa. Chúa đã chống trả cho đến khi Ngài trở nên bình an. Ngài bình an để đối diện với cả một toán dân đó, đem gậy, đem gọc, đem dây, đem nhỏ đến mắt Ngài. Ngài rất bình an. Những người đó thậm chí tôi còn cảm nhận họ bối rối hơn Ngài Chúa Giêsu luôn. Họ đến hỏi Chúa đâu, Giêsu là ai đó. Tôi thấy họ còn bối rối hơn Ngài, bởi vì vừa nói tiếng thuộc lùi ngã cho. Bối rối sợ quá, biết tụi này có 12 người nhưng mà gương dao nó có bén hơn mình không. Bằng chứng là Phi-rô rút ra chém đứt lỗ tai ông kia, ông cá cũng tin. Chém một phát đứt luôn tai, cũng ghê thế. Còn thấy Phi-rô cũng hay đấy. Đó. Cho nên tụi nó cũng bối rối hơn cả Chúa. Nhưng mà Chúa chúng ta thì hoàn toàn bình an, điềm tĩnh. Ta đây, muốn bắt không? Ta nè, bắt đi, để cho tụi đó đi. Bình tĩnh. Và bằng chứng nữa đó chị em, nếu chị em đọc cả câu chuyện của Chúa Giêsu, mình sẽ thấy là Chúa thật sự chiến thắng sự sợ hãi. Bị treo lên thập tự giá rồi mà Chúa còn ngó xuống chứ mà. Cha ơi, tha thứ cho cái tụi này, vì nó chẳng biết cái gì nó làm hết. Cha ơi, cho tụi này. Đó là tâm thế của người gì anh em? Bình an. Đây tình yêu của bình an. Rồi Chúa cùng hô lên: Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ? Ngài hô lên rồi Ngài gục đầu trung linh, rất bình an. Cho nên thật sự Chúa chúng ta để chiến thắng linh sợ. Tôi muốn tất cả chúng ta ở đây cũng phải học tập Chúa Giêsu. Nan đề trong cuộc sống là có, nhưng chúng ta cần chiến thắng anh chị. Amen. Cần chiến thắng. Okay. Chúng ta đi đến một chi tiết nhỏ nữa. Một chi tiết nhỏ nữa để chúng ta nhắc lại điều này. Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại với anh chị là những kinh nghiệm thuộc linh trong quá khứ không thể nào dùng được cho hiện tại. Anh chị em phải đầy dẫy Đức Thánh Linh luôn luôn. Và kể cả để đối diện với nan đề và sự sợ hãi hôm nay, đều để giúp cho chúng ta chiến thắng. Đó chính là tình trạng đầy dạy Đức Thánh Linh. Tại thời điểm đó, tỉnh thức, đầy đức tin, đầy Đức Thánh Linh. Tôi chứng minh cho anh chị em điều này ở trong sách Các Vua Nhất chương 18
Các vua nhất chương 18 có nói một câu chuyện, chương 19 có nói một câu chuyện như thế này. Chương 19, xin lỗi. Chương 19, từ câu 1. Ta đọc cho nghe nha, câu chuyện của Eli. Để chúng ta học rằng sợ hãi là một tà linh. Và để đối diện với sợ hãi không phải bằng ý chí con người, không phải bằng cố gắng của bản thân, không phải bằng tâm lý học, nhưng phải bằng sự đầy dạy Đức Thánh Linh mới thắng được. Rồi, tôi đọc cho nghe. Ahab thuật lại cho Jezabel mọi điều Eli đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri ba anh làm sao? Câu số 1 đó, đúng không? Trước cái đoạn 19 này, Eli đã giết chết 850 tiên tri ba. Eli đã cầu nguyện 25 từ, lửa từ trời đổ xuống, thiêu hết tất cả của lễ. Eli đã làm những điều quyền năng. Eli thậm chí là không biết sợ là cái gì cả, một mình chiến đấu cả hồng không Ahab và giết sạch tụi kia luôn, rất mạnh mẽ. Ai cũng thấy được tay của Đức Giê-hô-va ở trên đó, ai cũng thấy được Eli là đại tiên tri của Đức Chúa Trời, ai cũng thấy được thần của Đức Chúa Trời quả thật là thần hằng sống, thần trả lời Eli bằng lửa từ trời. Cả ai chê Eli lúc đó đâu? Không ai chê. Nhưng sang chương 19 thì Ahab mới về kể cho vợ mình nghe những chuyện đó. Vợ là Jezabel, không à? Ngày hôm nay anh em hay nói lưng Jezabel đấy, là nó từ đây mà ra. Và sao nữa anh em? Jezabel sai một sứ giả đến với Eli mà nói rằng, nói thôi nha, chưa làm gì cả, nói thôi: nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng đó, nguyện các thần đại ta cách nặng nề. Câu 3, vì vậy Eli sợ hãi, đứng dậy chạy đi để cứu mạng sống mình, đến tại Beersheba thuộc về Juda. Người để tôi tớ mình lại đó, còn mình người vào đồng vắng đi được ước chừng một ngày đường, đến ngồi dưới cây diên diếm xin chết mà rằng: ôi Đức Giê-hô-va ơi, đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì thổ phụ thôi. Anh em chúng ta học được gì từ câu chuyện này? Từ một lời dọa thôi, một lời dọa, một lời dọa của Giê-sa-bê. Mà Giê-sa-bê dọa không phải bằng gươm, bằng dao, bằng gì, bằng lời nói, bằng ông bà dọa bằng cái cách là nguyện các thần. Các thần này là các thần của 850 tiên tri mà Eli vừa dệt đó. Các thần mà cầu nguyện từ sáng đến chiều, rạch cả người máu me chảy mà chẳng thấy trả lời gì đó. Giê-sa-bê dùng các thần này dọa Eli. Nhưng Eli sao vậy? Sao? Anh em thấy là tôi cũng đọc câu chuyện này, tôi cũng chẳng hiểu nó làm sao cả. Tôi suy ngẫm mãi, tại sao một đại tiên tri, một con người làm những việc quyền năng như thế, một con người mà anh em nhớ câu chuyện là có mấy cái ông quan mà ông dẫn 50 người đến rồi bảo Eli xuống núi không? Nhớ câu chuyện đó chưa anh em? Là đọc câu chuyện đó, Eli ngồi trên núi, có ông quan đến dẫn 50 người đến bảo Eli xuống ngay, vua Ahab cần gặp người. Eli nói: nếu ta là người Đức Chúa Trời, lửa từ trời thiêu chúng mày, lửa giáng xuống chết phát nướng thịt luôn 50 người, sợ quá. Và một tốp thứ hai 50 người nữa đến nướng thịt luôn, thành thịt nướng luôn. Rồi một tốp 50 người nữa, hôm nay thì quỳ xuống, từ xa quỳ xuống: thôi thương lấy tôi với ông ơi, xin cho tôi sống. Thì ông đã sống. Một tiên tri như vậy, một con người mà lời nói ra quyền đó, mà sao ở đây là đòi tự sát anh chị? Ở đâu ông đòi tự tử này? Thôi tôi muốn chết, sợ quá. Cho nên linh sợ hãi khi nó vào lòng người, nó khiến người đó muốn tự sát nha anh chị. Nó muốn người đó muốn kết liễu cuộc sống, nó muốn người đó muốn nhảy cầu, nó muốn người đó nhảy lầu, nó muốn người đó ra xe lửa cho cán đi chạy một. Linh sợ hãi là nguyên lực, linh sợ hãi là sát đó.
Lâm sàng ấy là điều gì đó mà không phải là tự nhiên, không phải là tâm lý, không phải là cái gì sức con người. Lâm sàng ấy là có linh. Ngay khi Eli vừa nghe Giê-sa-bê-lê nói lời đó, ông đã không tỉnh thức. Ông không giống Chúa Giê-xu của chúng ta. Ông đã để cho tà linh nó bước vào lòng. Và Kinh Thánh chép sao? Ông ấy sợ hãi. Chính sự sợ hãi đã khiến cho Eli muốn chết. Chính sự sợ hãi khiến cho Eli bỏ trốn khỏi chức vụ của mình. Chính sự sợ hãi khiến cho Eli sao ạ? Kết thúc chức vụ tại đó. Anh em đọc tiếp sẽ thấy kết thúc chức vụ luôn. Đức Giê-hô-va nói với Eli là bây giờ đi sức dầu cho Giê-hu, sức dầu cho Elise, sức dầu cho người nọ người kia, thay ngươi. Sức dầu cho Elise, thay ngươi làm tiên tri. Bây giờ ngươi xong chức vụ rồi thì ngươi quá sợ, tao đem ngựa lửa tao chở ngươi về trời. Đem ngựa lửa chở về trời, Elise thay thế kết thúc chức vụ. Anh em thấy không? Cho nên linh sợ hãi nó có một quyền lực, quyền lực để bẫy linh hồn của chúng ta, làm cho chúng ta tê liệt tất cả mọi hậu đó. Anh em tưởng tượng đi, anh em có khải tượng phải không? Anh em có ước mơ phải không? Anh em có những điều gì cho muốn làm cho Chúa phải không? Cho cuộc đời mình phải không? Cho xã hội phải không? Anh em nóng nảy phải không? Anh em sốt sắng phải không? Nhưng mà tôi nói với anh em là khi anh em để cho linh sợ hãi bước vào, tất cả đều tê liệt hết. Tê liệt hết. Và anh em chỉ muốn thôi lui thôi, bỏ cuộc, muốn chết, muốn tự sát, muốn dừng lại. Chức vụ của Eli bị dừng lại không phải vì ông kém sức khỏe, không phải vì ông thiếu quyền năng, không phải vì nghèo đó, không phải vì bắt bơ, không phải vì tất cả điều gì cả, chỉ vì linh sợ hãi đã đi vào lòng ông. Đó là sự thật. Cho nên hỏi anh em, hôm nay chúng ta đã học nhiều lẽ thật ở đây. Sai là có, không có gì là sai, nhưng giữ trong lòng mới là sai. Họ nạn nan đề không giết chết anh chị em, nhưng sợ hãi giết chết anh chị em. Khi sợ hãi đến phải xử lý nó ngay từ đầu. Bởi vì sách Gióp cho chúng ta biết một lẽ thật là nếu chúng ta trấn giữ nó, gặm nhấm nó, ăn với nó, ngủ với nó sẽ trở thành sự thật trong đời sống chúng ta. Và lẽ thật cuối cùng, chúng ta có Đức Thánh Linh đứng về phía chúng ta, ở trong chúng ta, đầy dậy trên chúng ta, và đấng đó lớn hơn tất cả mọi thật, và đấng đó sẽ giúp chúng ta chiến thắng sai. Tóm lại hỏi anh chị em, đừng sợ, chỉ tin vào Chúa. Nếu hôm nay trong lòng của anh chị em có những sự sợ hãi nào, tôi muốn tất cả anh em mình tống nó ra bên ngoài ngay giờ này. Chúng ta sẵn sàng để cầu nguyện chưa? Hãy tống nó ra khỏi đời sống của mình. Tôi muốn anh chị em hãy tống nó ra khỏi đời sống mình. Anh em sợ điều gì? Sợ tương lai, sợ tuổi già, sợ bệnh tật, sợ ung thư, sợ ma quỷ, sợ đổ vỡ, sợ thất bại, sợ nghèo thiếu, vân vân và vân vân. Chính giây phút này hãy tống hết nó ra khỏi đời sống mở bước cho Giê-xu. Tôi mời hội thánh chúng ta đồng đứng nha. Chúng ta hãy cầu nguyện cho điều này nhé. Cầu nguyện và cầu nguyện, chính lời cầu nguyện như chính Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, giúp cho chúng ta chiến thắng. Và tôi công bố huyết của Chúa Giê-xu bao trùm cả hội chúng giờ này. Amen. Huyết của Chúa Giê-xu chống lại tất cả mọi linh sợ hãi tại khán phòng này. Amen. Huyết của Chúa Giê-xu lột xác tất cả những tâm linh tại đây. Amen. Huyết trong anh em không có sự sợ hãi. Amen. Trong danh của Giê-xu Christ, anh em hãy bắt đầu chống cả lại nó. Điều gì anh em sợ hãy chống lại nó. Anh em hãy chống lại nó. Anh em hãy chống lại nó. Anh em hãy chống lại nó.